nó ở trên cây xong nó mới mới tìm tìm một ngà mái. Thàn nhưng mà không không thấy có nhiều con chưa đâu, có được một con thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không không được một tay thôi. Nó ở kế đây này. Đó nghe cả mấy tôi đi nó vào đá đi, xước hết ra đây này, đây đấy, bên này, đây này, đấy, kéo bùn xước hết cả ra, đi cất đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đó trẻ em 50.000 ba bộ, quần bò 35.000 một cái. Chè chị à, quần áo trẻ em 50.000 ba bộ, quần bò 35.000 một cái. Cần thằng tí lại để đây cho anh thôi, chưa lấy về được mà nhá. Con bảy ạ. Đây con đâu. Đây con này con cái. Đấy chỉ lấy một đôi đi, em lấy 400 thôi. Đánh cho mẹ. Bao nhiêu tiền? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con này cân 6 rồi. Đi mà cân đâu? Sáng nay cân. Cá gì ngon thế? Cá nào đây? Cá gì? Đưa tháo cặp sách ra xuống đây chị bảo nào. Đấy, tháo ra.
tao lấy quần áo này về nhà nhá. Sau 2-3 hôm nữa đi học nhá. Đây, khóa ở đây. Đấy, mở khóa ra. Đi học xong hôm nào đừng nghỉ nhá, xong ra với chị chơi nhá. Ok. Với chị đi đi bắt cá tiếp nhỉ. Ok. Đây, bên này nữa. Đi ra chợ, xong là lại đi đi mua quần áo nè, mấy đứa đi học nhỉ. Đây đây chị. Đây. Thế rồi. Dép. Chào mấy người một đôi dép nha nè. Về thử xem nào, có vừa không? Em cũng đeo đi xem có vừa không? Vừa ít nhỉ. Đấy, xong đeo dép này đi học nha, sẽ cái này nè. Đấy, đeo xem nào. Mai đi học thì cô giáo hỏi ai mua cho với chị mua cho nhé. Hai. Đấy, vừa nhờ, không giống đâu. Cái này là vừa đấy. Em thôi rồi. Không, đi như này mới hợp. Đi đầm đầm vài bước cho chị xem nào. Không, đi như này nó mới vừa, không rộng quá đi nó tụt. Với lại tật quá đi cái chỗ này nó bó vào chân này đâu đâu. Đấy. Chiếc xe đấy à. Hai chiếc xe đấy. Nghe lời chị dặn nha. Về nhà phải nghe lời mẹ với chị Quỳnh nè. Xong đi buổi sáng đi học về, xong chiều phải học bài luôn nhá. Phải học giỏi không nghe chưa? Okay. Xong hôm nào rảnh mới được ra với chị chơi nhá. Hôm nào chị thấy ai bảo hai đứa tốn đi tắm suối phải không? Hôm nay nè. Đi tắm suối nha, là phải có người lớn đi theo, không là không biết bơi là uống nước đấy. Hôm nay cũng không biết bơi đâu. Thế là ai biết không gái à? Ông cứu. Uống nước phải không? Đấy, không được đi ra chỗ sâu đây là nước sâu thì đấy. Trên đuôi ao. Xong uống nước phải không? Sâu. Bơi đâu phải không? Nó không biết bơi đâu. Thế hôm nọ thế tắm ở hôm nọ mình đi bắt cá trong thấy tắm đây. Nghe chưa? Nhớ là về phải cho vào tai phải nghe nhá. Đấy bây giờ trời tối rồi, thôi về đi. Anh về nhá. Đây anh lấy dép về đi. Là trên này, tách về là được. Này, nhìn cho cái túi bóng. Đây. Đấy, tách về. Này, anh đưa về cẩn thận nhá. Anh về nhá. Bye bye. Rộng luôn, con ở ta cũng như là lá như này.
lá to hết mà. Nó trốn ở đây này. Từ nãy chị còn không thấy nó. Nó nhảy ở đây thôi chị mới bắt được. Vâng, con này to nha chị nhà, cái đuôi của nó này béo thế. Nặng lắm ấy con này. À, lấy vào đâu được nhỉ? Em mở cái bao cho chị. Nó có nhảy gì được không nhỉ? Vâng, tạt thế nhỉ? Vâng. Đi bên này, sang bên này nhé, cứ đi dần dần lên xem nào. Con nào bắt được con đấy nhá. Đấy, con nào là nhảy vào rồi nha. Xanh khôi ơi. Hả? Một con mà nó bự lắm này. Ui, cái chậu bự. Đó. Đó, vào đây cùng con này. Nhìn đấy, con màu vàng hay sao á. Nó còn to thế nhỉ? Đây nha. Ừ, còn to hơn con đấy chị. Mà nó còn đỉnh cháy, mẹ em đấy cầm chân ở đây. Cầm đấy, đúng rồi. Ôi, được á. Con. Ui, to nhỉ, con này béo. Vội như bộ ếch kìa. Con nó không à.
may thế, cứ lên là cọc ếch này. Thì may thôi đấy nhỉ. Con này chị nhỉ? Ui, con sánh nhỉ? Ui. Đây, đây, đây. Con này to nhỉ? Vâng. Cái này thì cho xem. Cái con này chắc ở ở đá rêu rồi, xanh này. Thank you.
cơ. Nó cũng to bằng nhau thôi, không có con nào nhỏ đâu. Và lại ra thì nó nhảy nó khó. To, đuôi nhanh lớn. Chưa được cân đấy. Chưa là một cân nào. Cứ làm đi. Mai được 1 tỷ cho 1-2 chén rượu nhé. Sóc mặt ra. Cứ là như đóng thằng nhé. Trong khi đóng mà lại có tiền. Thank you.
đây là bà mới nằm rồi. Thank you.
nguyên nước quả đây. Thank you.
đi quá rồi không biết tìm mơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái cá
ngon là thơm. Cá này ở ngay khu bay du lịch sinh thái thác Bản Ba đấy. Bán sổ à? Có ít sổ đấy thôi. Thôi thôi nha. Ra bên góc vừa ra đi nhé.
chắc nữa làm gì. Chắc này xong tí mình mới được cuốc sánh chân rau ấy. Này xong mới cạo, cuốc sánh xong mới xông được. Đấy, được rồi đấy. Lấy cạo chị đi. Cạo. Cạo xong là mình cuốc lên không? Ừ, thì chị cuốc sánh cho hai đứa chồng một chị nhá. Vâng. Bây giờ cà cho nó tươi, lấn lộn cả đất, cả phân nó mới tốt được. Em lấy rau đi thả cho ngay cho chị trồng. Ừ, đây. Em giải từng rãnh cho chị đi, thôi dạ. Chị đi trồng nhá. Con hồng lớn có đằng sau này. Xong rồi. Em đi lấy cuốc đi, xong với chị mình.